Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thương mại toàn cầu, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Úc vẫn tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tại buổi hội đàm giữa Bộ trưởng phụ trách Thương mại, Du lịch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc Dan Tehan với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, hai bên đã tập trung trao đổi chuyên sâu các vấn đề chiến lược và những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư để thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược nhằm sớm trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của nhau, tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian sớm nhất. Hai bên nhất trí thúc đẩy thực thi các hiệp định thương mại tự do mà hai nước là thành viên, hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cấp hiệp định thương mại tự do ASEAN, Úc, New Zealand, thúc đẩy nhanh việc phê chuẩn hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, thực thi hiệu quả hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng tổ chức thương mại thế giới lần thứ 12 tới đây. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của chính phủ Úc đã viện trợ cho Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca, dự kiến sẽ chuyển đến Việt Nam vào cuối năm 2021.